đấy, yêu cầu đổi trang bạn thành công nè, chưa được 1 phút thành công nè, nãy 27 27 nè, thấy không? Xin chào, chào mừng bạn trở lại với channel của mình. Mình Nói Bảo đây. Ở video này á là video sẽ hướng dẫn bạn cách đổi tên fanpage. Đấy, thì mình cũng đã nhận setup bay cho khách nè. Hiện tại là bay đã được 20.000 rồi. Khách muốn setup tới 150.000 like lận, nhưng mà trước tiên á là khách cần gấp á thì mình sẽ đổi tên cho khách. Đây, đổi tên là Hazel có rất tiện. Đây, 20.000 follow, 20.000 follow và 20.000 like. Rồi, mình đổi tên này thì đổi tên cho được trên máy tính và trên điện thoại luôn. Bây giờ mình sẽ đổi tên trên máy tính nha. Rồi, mình sẽ vô cái phần trước tiên á là mình sẽ tạo tên người dùng cho nó trước. Rồi, em mới tiệt. Rồi. Tạo tên người dùng. Đấy. Tạo tên người dùng thành công rồi này chưa? Bây giờ mình sẽ đổi tên. Rồi, bạn vô phần chỉnh sửa thông tin trang nha. Tại nãy mình mới đổi tên á. Đó, đúng cái này là sẽ tự ra thôi. Cái phần cái thông tin. Rồi, sau đó nó sẽ có cái tên nè, cái dòng tên đó chưa. Bây giờ mình sẽ đổi cái tên giống như yêu cầu của anh ta. Hazel. À, tại mình quay phim bạn mình không có bấm phím được. Tại quay phim cái phím Z của mình là cái phím ngừng. Mình sẽ bấm số rồi. Đúng chưa? Cosmetic. Cái này là comatic rồi, sai rồi. Đổi. Rồi, đổi tên người dùng luôn. Hazel thì Matic đúng không ta? Đúng rồi mà. Yêu cầu đổi. Thường là nếu mà nhanh á tầm 5 đến 10 phút thôi. Còn lâu 3 tới 7 ngày. Hiện tại là 5 giờ 27 phút nè. Chút xíu xong khoảng bao nhiêu thì mình sẽ thông báo bạn mình làm trong video này luôn. Cho bạn xem luôn. Hiện tại thì mình cũng đang setup một bay khác nữa bạn. Đấy. Yêu cầu đổi trang bạn thành công nè, chưa được 1 phút. Thành công nè, nãy 27 nè, thấy không? Giờ mình ra trang chủ mình xem lại nha. Trang. Rồi. Hazel Cosmetic đã xong. Đấy, bây giờ mình chỉ việc thu tiền khách thôi. Rồi, mình vô mình coi phần trăm thật người trong đây trong bay nha. Đổi tên thì cái giờ này thường là cái bay mới tạo đó tên khá là nhanh. Đây, 79% đến là 8, làm tròn 80% đi. Độ tuổi từ 18 cho tới 24, 25, 18 cho tới 30 nước bậc 34 chứ. Từ 34. Thì bạn nếu mà bạn có ý định á nuôi bay từ lâu dài á thì bạn nên đánh độ tuổi là từ 18 cho tới 34. Thì 18 sẽ thích nhiều hơn. Bạn bán mỹ phẩm á thì bạn đâu phải bán 1 ngày, 2 ngày, bạn bán vài năm mà phải không? Bay của bạn là sẽ trường tồn theo thời gian. Nhãn hiệu của bạn sẽ từng trường tồn theo thời gian, vì vậy bạn đánh độ tuổi 18 tuổi á, tuy nó không khớp cho lắm nhưng mà khoảng vài năm nữa nó sẽ khớp. Ví dụ đây 18 tuổi qua năm sau ta sẽ lên 19, sẽ lên thiếu nữ rồi, thiếu nữ thì sẽ mua mỹ phẩm nhiều, quần áo nhiều, lên 20, 21 sẽ mua càng nhiều hơn. Đúng chưa? Hiện tại là mình đang nuôi bay, là nuôi bay là để thu hút người dùng lượng tiếp cận và tương tác cho cái bay của mình. Về đầu á, khi bạn setup xong á, thường là like ít người xem lắm. Tại vì sao? Tại vì Facebook nó chưa phân phối. Bạn phải vừa nuôi bay mà vừa chạy quảng cáo nữa để góp phần vô, là góp phần để giúp cho cái bay của bạn có lượng khách hàng trung thành hơn. Khách hàng trung thành á thì bạn đăng lên thì họ sẽ mua, hoặc là quảng cáo thì họ sẽ mua. Bây giờ mình hướng dẫn nè, để cho bạn xem nha. Trang mà đổi nhanh nhất á, nhưng mình lại đổi rất nhanh, không tại sao đổi nhanh. Thì mình nhấp vô phần xem minh bạch của trang nè, click vào xem minh bạch của trang. Đấy, tại vì bay của mình mới tạo là tháng 2, 27, bây giờ là tháng 3, 21 rồi. Khoảng tầm như ngày ta 23, 24 ngày. Đấy, cái bay mà tạo độc là lần đổi đầu tiên là cái lần đổi dễ nhất. Mà lần đổi sau cùng là đổi mấy lần lần sau nó sẽ càng khó hơn. Ví dụ như đi nha, thì mình có ý định là mình đổi thành cái tên này, xong khoảng tầm 1-2 tháng nữa mình sẽ đổi thành tên khác nữa. Đổi tên vẫn liên quan nha. Ví dụ trang mình tạo là cái trang thương, nhớ thương lút, mình chạy quảng cáo thu hút người dùng. Sau đó mình đổi tên thành Hazel Cosmetic, đúng chưa? Thì đổi cái tên này thì chạy like khá là khó đó. Thì mình sẽ đợi thêm khoảng 15 ngày cho tới 30 ngày nữa. Thì mình sẽ bỏ cái chữ Cosmetic đi, chữ là Hazel thôi, đổi thành chữ Hazel thôi. Sau đó mình chạy like tiếp, chạy like lên là tới 150.000 like luôn. Tại anh Hưng này là anh kêu là mình chạy like cho ảnh. Đấy, thì bạn nào mà muốn chạy á thì liên hệ mình, hoặc là muốn học chạy á thì cũng liên hệ mình luôn. Hiện tại mình có chạy thêm một bay cho khách nè, cái bay alone này nè. Khách nhận là 10.000 like. Đây,
đang chạy 10 lai mà nó chạy 3.800 rồi, còn 6.000 nữa đấy. Trước khi đổi tên á, bạn phải vô đổi cái phần tên người dùng nha. Thì không đổi không sao, mình đổi cho chắc. Đổi tên càng dài thì càng tốt. Ví dụ đi, bây giờ nhấp chữ bây giờ mình Facebook nè. Nếu bạn mà đổi cái tên mà trùng với cái bay nào có tích xanh thì sẽ không đổi được đâu. Ví dụ như Hazel đi đúng không? Đây ví dụ là Hazel đi đúng không? Ủa sao mà kiếm được? Đổi á, hên xui nó bị trùng với mấy trang này nè. Phần trăm đổi khá là thấp. Bởi vậy bạn phải thêm vài ký tự vô nữa. Để làm gì? Để giúp cho Facebook á, thật tốn thuốc á, đổi này là đổi tự động. Đấy, tự động, đổi mấy lần sau nữa, lần đầu là auto tự động đó, khá là nhanh. Tầm 1 tới 2 phút là xong, có khi chưa tới 1 phút là xong rồi. Những lần sau á thì lần thứ 3 thứ 4 thì sẽ do con người nó duyệt. Mình đổi tên khoảng tầm 3 đến 7 ngày nó mới duyệt cho bạn, hoặc là nhanh hơn chút xíu cũng không sao. Đấy, tuyệt đối là đừng có chơi những cái bay tới xanh. Ví dụ bạn muốn đổi tên Hazel đi thì bạn phải thêm chữ L nữa cho nó khác cái bay gốc đi thì nó sẽ ok hơn. Nào mà muốn đặt tên fanpage mình đẹp á thì bạn có thể lên Wordpress blog nè. Đây có đặt tên fanpage hiệu quả cho chuyên nghiệp làm clip ở đây nè, sẽ có tư vấn rất là nhiều tên fanpage đang đồng hành cho bạn tới suốt đời luôn. Rồi cảm ơn bạn đã xem, bye bye, hãy nhớ đăng ký kênh mình nha, bye bye.